Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây để gửi tới, chia sẻ cùng các bạn, quý vị gần xa, một thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là nói về đợt cứu trợ ở Quảng Trị của Thủy Tiên. Mấy ngày hôm nay đã gây xôn xao rất là nhiều vì Thủy Tiên đã rút lại, không có trao quà, không trao tiền cho bà con ở huyện Hải Lăng nữa. Vì là lý do phát sinh nhiều vấn đề quá bất cập nên Thủy Tiên đã dừng lại, không phát tiền nữa, đã gây xôn xao cộng đồng mạng trong là suốt mấy ngày qua. Và câu chuyện hôm qua tôi cũng có gửi tới cho quý vị và các bạn một video trước. Và hôm nay thì nói rõ hơn về công việc mà Thủy Tiên đã tạm dừng không phát cho những hộ là bị gặp hoàn cảnh khó khăn ở là huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Vì các cán bộ thôn làm không có đúng và mang một tính cách là tiêu cực ở trong này, thiếu trách nhiệm. Thủy Tiên cũng là đã giải bày ở trên phang là cái trang Facebook của cô. Và ngay khi thông tin Thủy Tiên đã dừng cứu hộ ở Quảng Trị được chia sẻ trên Facebook thì được rất nhiều cộng đồng là đặc biệt là chú ý và quan tâm. Thì chiều ngày 31 tháng 10 năm 2020 Thủy Tiên nhanh chóng cập nhật tình hình trao quà ở là Quảng Trị. Cô viết như sau: thông báo ngừng trao quà hỗ trợ tại là Hải Lăng, Quảng Trị. Sáng nay phát quà, Tiên phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà và rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận, nên Tiên đã cho ngừng lại và đi trực tiếp kiểm tra lại danh sách mà các làm đồng sự của là cô đã phê duyệt. Tuy phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận. Điển hình như chị trong video này có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không nhận được phiếu. Vậy thì phiếu đến nhận đủ suất đâu ra? Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại được ưu tiên xuất cho là trưởng xóm như trong đoạn clip này. Thì đây là vấn đề mà Thủy Tiên rất là băn khoăn và bức xúc, đã liên quan tới các cán bộ thôn làm không có đúng. Những người có danh sách ở trong lượt cứu lũ, cứu trợ thì lại không có phiếu, mà những người không có danh sách lại có phiếu. Đây có phải là một cái tiêu cực quá lớn không các bạn? Làm cho dân rất là hoang mang, mà rất là tội nghiệp cho bà con khó khăn ở vùng lũ lụt ở Hải Lăng, ở Quảng Trị. Đó, làm ảnh hưởng rất là nhiều. Trời đất ơi, thậm chí có nhà 2, 3, 4 tầng khi người ta phát hiện ra các bạn mà cũng đến để nhận tiền của Thủy Tiên. Nói á, Việt Nam của chúng ta, tất cả cộng đồng ở trong nước cũng như là kiều bào ở nước ngoài đang hướng tấm lòng về miền Trung để cứu trợ thực sự là cho những là bà con khó khăn bị thiên tai lũ lụt. Mà ai lại, những người giàu có lại nỡ lòng nào đi tới mà để nhận những cái đồng tiền đó, thì thấy cái xót xa không các bạn? Đây quả đều rất là xót xa cho dân tỉnh của mình. Đó, và khi thông báo ngừng trao là hỗ trợ tiền tại Hải Lăng, Quảng Trị đó, thì sáng ngày hôm qua Thủy Tiên là phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà và rất nhiều người đeo vàng và sơn móng tay móng chân. Đó, thì cô đã phát hiện ra cái điều đó và nói thật đó là một điều rất là đau lòng. Và cô lại phát hiện ra là có rất nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà. Thì phiếu này đi đâu?
mà phiếu là do người khác đi nhận. Điển hình như chị trong video này có tên trong danh sách thì lại không được nhận quà. Tức là Thủy Tiên đã cấp phiếu lại cho các trưởng thôn để trưởng thôn đi phát cho những bà con nào đích thực là nghèo khó, bà con nào đích thực là bị gặp hoạn nạn trong lũ lụt thì trưởng thôn lại không được, mà trưởng thôn lại đưa đi cho những người khác. Cái này thật thật là buồn và đáng lòng các bạn ạ. Đó. Và về vấn đề này thì bất cập nên là mong bà con 12 xã đó, Tiên đã thông báo tại Hải Lăng, Quảng Trị thông cảm, Tiên sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào huyện, xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì tụi Tiên sẽ quay lại. Khổ không các bạn? Đến 12 xã, biết bao nhiêu ngàn người nghèo khó, gặp thiên tai cần hỗ trợ, nhưng vì con sâu làm rầu nồi canh, vì cán bộ thôn làm không cũng đúng, để rồi Thủy Tiên phải ngưng lại. Và Thủy Tiên quyết định không có trao nữa. Và để khi nào cán bộ đó làm danh sách lại cho đàng hoàng, cho đúng thì Thủy Tiên mới quay lại. Thì không biết Thủy Tiên quay lại nữa hay không, thì cái điều này thì chỉ có Thủy Tiên quyết định mà thôi. Đó. Và Thủy Tiên nói thêm là rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị, Tiên đã chờ Tiên trong ngày hôm nay. Tức Quảng Trị đã chờ Thủy Tiên trong ngày hôm nay. Tiên đã phải thức đến 4 giờ 30 phút để đi vào đây, nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm. Đây là Thủy Tiên nói như vậy. Đó. Và theo đó, khi phát hiện ra những trường hợp không là khó khăn nhưng vẫn có phiếu nhận tiền hỗ trợ, còn các hộ nghèo thì thật sự lại không có phiếu nhận quà. Trước là những cái bất cập trên, Thủy Tiên quyết định dừng hỗ trợ để tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Đây là một bài viết của Thủy Tiên mà rất nhiều cộng đồng đó đã đem rất nhiều ý kiến. Và trước tình trạng bất cập là ở trên, ở ngay tỉnh Quảng Trị, thì khán giả đã bày tỏ rất là bức xúc về sự hành động thiếu trách nhiệm của một số là cán bộ, cá nhân cố tình nhận hỗ trợ khi gia đình vẫn đủ điều kiện để trang trải cuộc sống. Rất là nhiều các bạn dưới comment rất nhiều lòng tham không đáy. Chính những người có điều kiện hơn mà lại làm ảnh hưởng đến bà con là thật sự khó khăn đang cần. Nên đây quả đều mà chúng ta cần suy ngẫm nhiều, và nhất là những người đang còn là rất là khá giả ở Quảng Trị xem được những cái thông tin này thì nên đọc cho nhiều vào. Đó. Để đi được đến đây cũng đã rất là vất vả, mà trong khi thôn xã lại làm việc thiếu trách nhiệm để gây ảnh hưởng đến những hộ khó khăn, không nhẽ bây giờ gọi tên ai người đó mang chứng minh nhân dân đi theo, sau đó lấy danh sách để đối chiếu sau này. Những việc là như thế này thì cấp trên cần làm rõ xử lý nghiêm để tránh trường hợp sau này là xảy ra người đáng được trợ cấp lại không được nhận, người không đáng thì lại nhận được. Đây là quả thật lòng tham không đáy. Chính những người có điều kiện hơn mà lại làm ảnh hưởng đến bà con thật sự khó khăn đang cần. Dùng quyền thế để ép người là giao phiếu hoặc mua lại giá rẻ, chuyện này bây giờ nhiều lắm. Chị Tiên nên cẩn trọng bằng cách kêu giao nộp chứng minh nhân dân đúng tên khi nhận. Hơi khó nhọc nhưng vì để người cần được nhận tận tay cũng đáng ạ. Đây là những lời comment của các cộng đồng gửi tới là Thủy Tiên rất là nhiều. Và họ nói thêm là chị Tiên xuống tận nơi mà còn xảy ra tiêu cực thì huống hồ chi đưa tiền cho các ông xã tỉnh như các anh Vượng gì gì đó. Nói nữa thì có mà dân không nhận được đồng nào luôn. Đây là các comment của các cộng đồng nhắn nhủ lại cho Thủy Tiên. Thấy không? Mất lòng tin trong dân quá trời luôn các bạn. Đây là một điều không thể chấp nhận được. Thủy Tiên cầm tiền đưa đến tay cho bà con, vậy mà còn xảy ra những câu chuyện như thế này. Huống hồ gì mà nói gì ở 150 tỷ này mà giao lại cho chính quyền địa phương nào đó để mà xử lý, mà trao cho người dân thì tôi nói thật chứ với các bạn nhé, khó lắm để mà người dân chọn là được là nhận một số tiền trọn vẹn. Đây quả thật là những bài học mà cán bộ địa phương cần phải là
đề cao tinh thần. Có những trong đó có những cán bộ làm không tốt để ảnh hưởng rất lớn đối với là chính quyền, đối với người dân. Và đến đây thì tôi cũng xin là tạm dừng video lại. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.